đưa cho bà Tài coi coi. Đây nè, dâu này nó cuối mùa rồi các bạn, cho nên trái nó xấu vậy thôi, nói chung là xấu nhưng mà ăn nó ngon nha, nó ngon nha, nên cho nên mình vẫn mua. Đây vẫn hái rồi mình mua. Nãy giờ con hái nè, những mấy bạn khác hái vậy, Mọi người hái chung. mọi người hái chung luôn á hả? Ừ, cái đó chắc cũng được gần ký rồi đó. Hello cả nhà, hôm nay mình đến vườn dâu Quỳnh Hương ở Đà Lạt nha cả nhà. Đây mời cả nhà ở địa chỉ 161 Thánh Mẫu, đường Thánh Mẫu ha, ở Đà Lạt. Thì cái vườn dâu này mình đã đến đây một lần rồi. Này cái mấy vàng này vàng dâu Nhật nè. Wow, có con chó nhìn con chó kìa Linh. Bề ngang nó to hơn bề dài nữa. Ừ, không có dâu gì hết trơn, không có. Chào chị, hôm nay chị nhà hả? Chị không đi phượt nữa hả? Hôm nay ở nhà Nam nè, đang trồng cây nè. Dạ. Chị không có dâu hả? Không có hả? Có ít rồi, hết rồi. Ít thì con dâu nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ. Của em đi với gia đình hả? Dạ. Hết dâu rồi anh em ơi. Trên kia có dâu gì không? Nó một cái quả nhỏ 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 á, đây nói chung nó già thì chị đang thay lại á. Nhưng bây giờ nó còn quả nhỏ, còn quả to thì giờ chỉ còn mấy hộp ở ngoài có quả to thôi. Trong vườn này giờ không còn quả to, không có. Này có chứ nhỏ xíu. Ừ. Con nói rồi mà. Cứ cứ dùng cơm đi. Mấy đứa tham quan đi, tham quan dâu đi coi cái nào được thì hái. Hái căn ký. Bây giờ thì còn cà chua. Còn cà chua còn dâu thì giờ còn nhỏ nhỏ vậy đó. Bên kia có cà chua bi kìa. Cái của mình hay ăn kìa. Kì cà chua để ăn cũng ngọt lắm. Nãy giờ xu thế em một hái được cái bò. Đi mà sao đó lạ quá. Nè, nè, bên này có mấy trái nè. Ừ. Đây nè, bên này. Ôi, sao nó đỏ từ lúc này Út? Ừ, đó. Hái đi, hái đi lá căng ký. Bữa nay giá sao chị Hương? Dạ. Như nó hai nhỏ thì 200, 200 rưỡi nó tùy loại. À, cái rổ con đi theo cô Hương đưa cái rổ qua. Theo cô Hương nó đưa cái rổ con cầm. Nó xíu xíu à nè, dâu chờ với con nhỏ nè. Nè nè. Thôi. Anh em liều. Kể chứ hai tâm tiền. Cánh tay. Chúng ta thử nhanh đi. Ừ. Đồng bọn nhà mình. Này, Na cầm cái giỏ luôn đi Na, ba Tài quay. À, dâu đợt này mới thai nên nó chưa có nhiều trái, cái số còn lại thì nó già, nó hơi già nên cũng ít trái nè cả nhà. Nào để lên kìa. Cái khu dâu New Zealand. Cái nào ngon mới hái nha mấy đứa. Đừng có hái mấy cái hư. Ờ. Nha, coi cái nào mà nó. Này ớt mà, này ớt. Ớt chuông nè. Ừ. Có ba lá nè. Phải không? Cây này. Ừ, đúng rồi, cỏ ba lá đó. Đây, hôm nay nhà mình ghé vườn dâu Quỳnh Hương ha. À, vườn dâu của bà chị Hương này. Mẹ Nam, nè. Ồ đó 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 đó, đây nè cho mẹ Nam. Eo ẹt gì đó nhưng mà nó ngọt. Ồ, cái của mẹ. Nó giòn. Lụm bỏ vô nè. Đây nè. Vô nè. Ô con này nó lụm được trái con kìa ta. Ui. Ui lên á. Đó, nó làm gì nè. À. Bên đó lưng con trái bự lắm đó Linh. Nhìn sau lưng con á.
ngồi xuống. Hello cả nhà. À, vườn dâu này nó cuối mùa rồi nên không có nhiều trái nữa, còn những trái nhỏ nhỏ thôi, cho nên dâu nó không có được đẹp lắm. Tuy nhiên ăn nó ngon nha, nhìn thì nó không có đẹp nhưng mà ăn nó ngon. Đây cả nhà, ở đây là dưa Mỹ nè. À, trái này là trái dưa ha, dưa Mỹ gì ở bữa trước nghe chị Hương chỉ giới thiệu, chứ không phải là trái cà chua hay trái gì. Cà chua bi là cái này, à, này là dưa. Mọi người lên cái vườn trên này có trái không? Ừ, cái này cái cỏ me này, cỏ ba lá quá trời luôn nè cả nhà. Ở Sài Gòn tìm mấy cái cỏ này khó lắm. Cái cỏ này mà ai bị ho á, mình lấy cái cỏ này mình giả bỏ xíu muối vô uống nước là bớt ho liền. Đưa cho bà Tài coi đây nè, dâu này nó cuối mùa rồi các bạn, cho nên trái nó xấu vậy thôi, nói chung là xấu nhưng mà ăn nó ngon nha, nên cho nên mình vẫn mua. À, đây vẫn hái rồi mình mua. Nãy giờ con hái nè, những mấy bạn khác hái vậy? Mọi người hái chung. Mọi người hái chung luôn á hả? Ừ, cái đó chắc được gần ký rồi đó. Hello em gái, nãy giờ em hái được bao nhiêu rồi? Xè tay anh coi coi. Này nè, dâu này mới. Đi chơi thì đi chơi chứ còn lúc nào đi làm là cũng làm cờ đó. À, dâu này mới trồng nè. Tưởng đâu nay lên không gặp chị đi phượt đâu nữa rồi chứ. Ăn rồi đi suốt rồi chắc chết đói. Thấy đi hoài luôn mà. Em nhìn thấy vườn năm nay là thấy đói rồi, không có thu nhập là đói rồi. À, do chị đi chơi đó. Đâu, đi chơi thì đâu có đi nhiều. Tại vì đợt trước mẹ chị bệnh không có, chị đưa mẹ xuống Phan Rang bốc thuốc. À. Là cứ 10 ngày phải đi một lần. Xong rồi chị tiện thể chị ghé đi biển. À, còn đợt vừa rồi là chị đi cho Diệp á, ở dưới Bạc Liêu á. À, đi cho Diệp á, bữa em cũng đi cho Diệp. Là tiện thể đường đấy là chị đi xuống Tây Ninh, đi núi Bà Đen rồi luôn nè. À, còn bữa nào đi ở ngoài Phan Thiết? Đi núi Bà Đen xong rồi chị về Sài Gòn, xong rồi chị chạy đi Phan Thiết luôn. À, bữa đó hình như bữa sau em cũng đi Phan Thiết nữa đó. Bữa ngay cái đợt bão gì đó. Đúng rồi đó. Hôm nay chị đi Phan Thiết rồi, ngày đó mưa to rồi xuống có tắm biển được đâu. Rồi hôm vừa rồi đây thì chị đi lễ bên đạo chị, em của chị á, đi tu ở dưới Vũng Tàu á. Yeah. Xong cái hôm 15 tháng 8 lễ khấn thì chị đi lễ dưới đó, thì chị đi ra Vũng Tàu chơi luôn. Yeah. Nói chung là đi cũng công nhiều quá. Một công đôi chuyền luôn chứ không phải là đi chơi. Đi quá trời đi luôn. Đi cũng là đi vì có mục đích. Chứ ăn là một năm mà đi chơi.